Hello mọi người, hiện tại Tiên đang ở Bangkok và chuyến đi lần này thì tụi mình sẽ đi xem concert của Bruno Mars. Bây giờ thì Tiên vừa mới đáp xuống sân bay và vừa mới tới apartment, nhưng mà bây giờ chưa có được nhận phòng nên là phải 3 giờ. Nên là bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trước và lát nữa sẽ về nhận phòng sau nha. Bên apartment nữa, mình giờ mình vẫn phải mặc bộ đồ này mình đi ăn. Rồi, khổ quá. Bao nhiêu phút nữa anh? 10 phút. Vẫn là 10 phút. Sao nãy giờ 10 phút quay vậy? Hiện tại là tụi mình đã tới M Sphere Mall rồi nha mọi người. Bây giờ mình đang đi, vừa mới ăn xong và đang đi shopping dòng. Hello team, Crystal and Tiffany. Oh my god. Không, chị tên là Lisa. Oh, Lisa, hello Lisa. Lisa nha. Quá thật lâu động á Lisa. Ừ, đúng rồi. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng đây và lát nữa Tiên sẽ về Airbnb và check in. Không, có đâu, mình sẽ đi kiếm việc làm. Việc làm ở đây bán hoa nè. Thì em đi vô hết bán hàng đi. Tiên vừa mua được cái túi này ở trên tù của mình. Ta-da. Rất là xinh luôn. Anh mua được bao nhiêu món rồi anh? Anh đã mua tổng cộng là 4-5 món gì đó. Trời ơi, dữ vậy trời. Bây giờ Thiên đang ở cái này gọi là gì quên rồi, M Sphere Mall. Và bây giờ tụi mình sẽ đi về Airbnb nha mọi người ơi. Tiền mới mua cái sữa đâu ạ? Trà sữa đâu ạ? Đây à, cha cha mẹ à, đúng không? Cha chu mẹ, cha chu mẹ à, cha cha mù, cha chu cha mù. Hôm nay Tiên dùng một cái máy mới nha, cái máy này hơi mờ một chút nhưng mà style bây giờ nó chạy. Bây giờ Tiên đang đi ăn bốt noodle ở Siam Paragon nha. Rồi đây là mấy bạn của Tiên nha, này là một bạn, hai bạn, ba bạn. Đó. Bạn thứ ba đâu rồi? Còn cái máy dữ vậy, cái máy không có thấy gì hết. Sao không thấy gì vậy? Thấy mà. Bây giờ nè, không muốn nó không có phần mặt gì đâu. Đó, giờ phần đó. Đó. Hôm nay thì mình sẽ đi với cái Eo Vi Journey. Rất là đẹp luôn. Đang gọi món ở cái bốt noodle này tại Siam Paragon. Tiên ngồi hơi bị cao quá nên là nó bị dốc như này nè, nên là Tiên bị sợ. Sợ độ cao mà nó cao lắm. Nhưng mà đi bộ lên hết hơi luôn á. Nhưng mà bù lại thì Uno thấy rất là hay. Tiên đã tới Siam Paragon rồi. Đây là một cái quán lẩu mà Tiên cùng với Tommy rất là ngon. Nên là hôm nay Tiên sẽ thử xong rồi Tiên sẽ review cho mọi người xem nha. Thì cái tiệm lẩu này nó tên là Hitori Shabu nha mọi người. Lẩu Nhật thì lẩu một người như thế này. Và đây, đó, mỗi người sẽ có một cái nồi như thế này. Mà lát nữa họ sẽ bưng nước lẩu ra. Còn mình bia chảo giống vậy nè. Đó, nó sẽ có một phần cơm, trứng, rau. Đó,
đó, xong rồi một set rau riêng, xong rồi lát sẽ có bò nữa nha mọi người. Rất là, nhìn rất là ngon á, nhìn hấp dẫn á. Sủ kia chị tự nhiên sủ kia. Hôm nay mình sẽ làm bún ban nha mọi người. Bào ngư nè, trứng này là để chấm. Trứng này là để chấm thịt. Không, trứng này em phải uống trước kia. Em uống đi. Mẹ không uống hết em. Phong tục quá em phải ụp hết xong rồi em ăn nó mới ngon được. Vậy hả? Ừ, lát em thử đi ngon. Không, vậy mấy cái rau này anh cũng phải ăn sống nè. Trước khi mà anh ăn cái hạt mà. Nhưng mà lát em ăn cái anh ăn cả. Không, vậy anh ăn trứng trước kia mất cả. Trong này nó sẽ có nước, mật ngọt, nước đậu. Đây, sẽ nằm trong này, hai cái lọ này. Nó chăng phải nằm không được. Ngon quá. Rồi mình có gia vị nè. Bụt lắm luôn rồi, sáng giờ chưa có ăn cái gì lắm. Chẳng được ăn. Em lên kêu mọi người rồi. Rồi, sao không cho đi ăn? Không, sao khi nào cũng bắt bỏ đó đi. Tiên thì gọi cái A5 nha mọi người. Cho nên là Chà, Uchi. Yes, right here. Thank you. Đây nha mọi người. Cho nên những cái thớ thịt nó rất là ngon quá. Nước lẩu collagen nha mọi người. Cái nước á đúng luôn. Mọi người mà tới đây có ba chén mà không ăn. Ê, mình quay này giống như mình tưởng là beauty food của mình á. Dữ vậy. Mà kéo dữ luôn. Cái này ngon thiệt mọi người, rất là ngon. Đây là Nguyên mọi người, Nguyên mới đi Mỹ về năm.
mới năm á. Thằng bò lát nữa có gọi thêm một phần sườn bò nữa mọi người, nên là năm. Miếng gì? Hay là miếng rồi. Cái này là phần sườn bò nè mọi người, còn đây là collagen và nước lẩu cay của anh Thi nha. Thì chọn nha. Ờ đúng rồi, nhìn là thấy cay rồi đúng không Thi? Rồi coi chén nước sốt của nó nè mọi người. Dữ gì trời. Là ớt không hay là nước sốt? Bột ớt không? Ớt. Không ăn cay được. Ớt là gì? Ớt sốt bé. Ớt. Ớt đâu bé. Mọi người xiên lắm. Tao không có xiên. Tao mày không xiên á, giờ phải xiên lại qua đây. Đây nè, bạn này xiên nè. Xiên. Đam mê lắm. Đam mê.